thuyền xa xăm, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, thuyền có hay sông lặn lòng miền Nam, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng nào. Hello, xin chào toàn thể các bác. Vẫn là những mẫu đẩy B3 hàng thương hiệu của Đức. Con này model là F1400, công suất của nó là 660W, một kênh, hoạt động ở chế độ 8 ôm, công suất đánh ở chế độ 4 ôm là 1000W một kênh nha các bác nhé. Máy đẹp như mới. Đấy, đối với con này thì các bác đánh thoải mái đôi bát 40 cô 100 nha. Ở đây em mới mở bên trong, hầu như là chỉ có tí tí bụi thôi. Hoạt động 4 quạt gió này, 1, 2 này, 3, 4 này. Đẹp như mới, máy zin nha mọi người nha. Đây, quay đằng sau cho các bác xem. Đây. Điện là 220V, 230V. Công suất là 660W. Nhân 2 8 ohm 1000W, nhân 2 4 ohm đánh ở chế độ bright mono là 2000W. Em đang test chất âm trực tiếp nhá, à chất âm mộc nhá. Chỉ có đẩy với lại loa thôi. Mà hay lắm. Đây mặt rất là đẹp nhá. Có đèn luôn ở cái chiếc áp volume vặn này. Chỉ hiền hòa rất là ngon. Nặng tình anh. Nghe chất âm mộc đã hay rồi. Đấy, rất đẹp nhá. 3.200.000. Giá rất rẻ các bạn. 3.200.000. Con này giá thị trường đang bán đâu đấy nó rơi tầm 4.500.000. Nhưng em bán ra cho các bác là chỉ có 3.200.000. Máy zin đẹp nguyên bản, chưa có một chấm hàn nào nha các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0976558815 hoặc 0925886889. Địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Chính Hải Dương. Clip này em xin ngắn gọn tại đây thôi. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.